đi. Đây là cục IC xe máy, thì đây là dây tắt máy, đây là dây mô pin sườn, đây là dây mô pin lửa của cái mâm lửa. Rồi đây là dây mát. Còn đây là dây kích từ. Thì dây kích từ, dây kích từ ở trong mâm lửa thì có màu là xanh sọc trắng. Mình sẽ nói vô chân chậm thôi, không có vội vàng chậm. Chân của IC. Dây dây nguồn đó. Dây lửa, dây nguồn là dây lửa đó. Dây nguồn là đen sọc đỏ đúng không? Dạ, đen sọc đỏ là dây nguồn của mâm lửa. Nguồn từ mâm lửa dắt là do nó làm dắt lộn nên nó khác màu. Chân kích dây kích từ mâm lửa đưa lên nào, dây kích từ dây gì? Dây kích là màu xanh sọc trắng hoặc là xanh sọc vàng, có hai màu. Còn đây là dây mát, là mát của xe cái mát thường là sẽ là màu xanh. Rồi đấu vô chân mát. Đó là mát đúng không? Dạ mát đây. Đây. Mát chung hết. Rồi dây tắt máy. Dây tắt máy là dây này. Khi mà động cơ muốn tắt máy thì cái này về mát là động cơ tắt máy. Rồi. Còn này mình đấu đến lửa thì không có nói. Còn dây là dây mô pin sườn. Đây đấu vô mô pin. Đấu vô mô pin. Dây mô pin nói màu gì? IC màu gì? Dây mô pin này là không, trên cái IC đó. Chứ còn cái dây luôn. Là màu xanh sọc đỏ. Đấu vô mô pin. Đấu vô mô pin. Còn cái này là mát của mô pin. Thì nói gì âm luôn. Dây này là dây cao áp. Thì xong hệ thống. Rồi thử lửa đi, thử lửa đi. Còn qua còn cái khởi động này. À, khởi động. Qua hệ thống khởi động. Thì đây là dây dương máy khởi động, đấu với một dây. Dây dương nào, dây dương máy khởi động không? Dây dương máy khởi động. Này. Rồi. Là có cái điểm. Đấu sẽ đấu vô chân tích điểm của gà le. Rồi một cái đầu tích điểm của rơ le sẽ quay cái kêu cái rơ le đó. Rồi. Rồi xong. Về dương. Rồi trên công tắc đề có hai dây là rơ le nói dây cuộn kích nói cuộn hút vô đây. Công tắc đâu, công tắc có đề đâu? Công tắc hai dây công tắc đề. Hai dây công tắc đề một. Rồi lôi ra móc ra. Nói vô dây cuộn dây của gà le vô một dây công tắc đề, còn dây này thì là dương. Rồi có thể là gặp chung lại vô đây chung đây luôn. Dây này là dây âm của gà le. Thì mình bắt chung với dây âm của máy khởi động luôn. Gà le đó là cái cuộn dây đó. Chờ đợi tí. Đó là cuộn dây, âm cuộn dây. Dây âm cuộn dây. Âm cuộn dây gà le. Đấu ra mát. Đấu ra mát thì mình có thể bắt chung với mát của máy. Mát chung cùng xe luôn, mát là mát chung hết.
Rồi như vậy là cái dương rơ le nè, đó là tiếp điểm rơ le, hai cái này tiếp điểm rơ le đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếp điểm rơ le một đầu vô dương nè, một đầu ra cái gì? Dạ, vô cái dương của máy khởi động. Máy khởi động. Dương máy khởi động. Còn cái cuộn dây, hai đầu cuộn dây là một đầu là vô một, một đầu vô dương và một đầu ra ra mát. Cuộn dây là hai đầu nè, một đầu ra mát. Rồi ok. Rồi quấn một số băng keo lại. Em có lỗi gì vậy? Dạ, để đi. Để đi. Làm sao cho nó dính. Quấn cho nó đẹp cái gì quấn vậy. Rồi lát mình nó quay thử. Rồi dây dương đâu? Dây dương, kim dây dương vô. Rồi dương trước. Rồi đè máy. Thử lửa. Rồi không có lửa. Có lửa.